Xin kính chào tất cả quý vị. Hôm nay tôi xin hướng dẫn về luật Việt Nam và cách đối phó. Trong bài tiếp theo, 3. Công an có quyền tạm giữ hình sự bao lâu? Quyết định tạm giữ hình sự lần thứ nhất không quá 3 ngày, tối đa thêm 2 quyết định nhưng không quá 9 ngày kể từ ngày bị tạm giữ. Các quyết định tạm giữ phải có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát cung cấp. 4. Công an có quyền tạm giam bao lâu? Khi có quyết định tạm giam thì đó là dấu hiệu đã khởi tố vụ án. Quyết định tạm giam phải có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát cung cấp. Tối đa 4 tháng một lệnh tạm giam, công an có thể ra thêm 3 lệnh tạm giam, như vậy thời gian tạm giam tối đa là 16 tháng theo luật định. B. Hiểu biết hẳn chắn. 5. Công an khi bắt người có cần phải thông báo cho thân nhân của người bị bắt không? Luật quy định nhưng có kẻ hở nên không công an có thể không làm điều này. Thông báo bắt người do công an ban hành và gửi về cho gia đình của người bị bắt nơi người bị bắt có hộ khẩu. Ngay khi có tin bị bắt người thân cần đi ngay à, đến đồn công an nơi gần chỗ bắt để hỏi lấy thông báo bắt giữ. Khi đi khỏi nhà thì cần báo cho gia đình biết. 6. Những văn bản nào người bị bắt phải được nhận? Quyết định tạm giữ hành chánh và chấm dứt tạm giữ hành chánh của công an. Quyết định tạm giam, khởi tố bị can của công an có văn bản phê chuẩn của viện kiểm sát. Văn bản cáo trạng, bản án xét xử. Quyết định tha tù, đình chỉ vụ án, chấm dứt tạm giam. 7. Người bị bắt có quyền yêu cầu gì? Đề nghị công an đưa ra các quyết định bắt người, tạm giữ, tạm giam, khởi tố bị can, kết luận điều tra, cáo trạng, bản án, thi hành án, mãn hạn tù có sự phê chuẩn của viện kiểm sát một số quyết định. Đề nghị công an thông báo vụ bắt người cho gia đình được nhận quà, thăm nuôi, gặp người thân. Đề nghị gặp gia đình để nhờ luật sư bao chữa. Đề nghị có thông dịch viên khi bị thẩm vấn và đọc biên bản điều tra. 8. Người bị bắt sẽ không phải trả lời thẩm vấn khi bị bệnh, không hiểu câu hỏi hay ngôn ngữ của điều tra viên. Không ký vào biên bản điều tra nếu không đọc được và hiểu ngôn ngữ uh, đúng để viết bản điều tra. Không có mặt luật sư trong buổi thẩm vấn. Điều tra viên có thái độ dọa nạt đe dọa, không phải chứng minh mình vô tội trách nhiệm này do cơ quan điều tra. Trả lời thẩm vấn vào giờ nghỉ ngơi. 9. Người bị bắt nếu không hiểu câu hỏi, không biết sự việc. Lời khai bất lợi thì nên làm gì? Trả lời không biết, tôi không trả lời tôi xin chân thành cảm ơn à, quý vị đã quan tâm lắng nghe